Chào anh em, bây giờ mình thử cái điện thoại mình cho bạn xem. Mẹ, Fox Low, con này bị lỗi à? Đậu, lại Fox Low. Còn là cái tôi, cái máy này bị cái mẹ gì này. Fox Low hết rồi, reset lại là. Mà thôi, reset là cái bà gì, thực ra nãy giờ mình làm trò với các bạn rồi. Đây là một phần mềm bảo mật Smart App Lock. Với cái phần mềm này sẽ cho phép chúng ta bảo vật máy cực kỳ tốt bằng cách có thể tạo nên những cái đoạn giá giống như kiểu là vừa bị Fox Low. Ví dụ như Facebook, bây giờ muốn vào thì mình bấm đó và mình sẽ truy cập mật khẩu mở chiếc máy này thành công. Và xin giới thiệu anh em một phần mềm bảo mật cực kỳ tốt mình đang sử dụng mấy ngày qua. Cái ứng dụng này thì nhẹ và mình thấy nó ghi bằng tiếng Việt, không biết có phải lập trình viên Việt Nam làm hay không. Nếu mà các bạn là lập trình viên Việt Nam làm thì là quá tốt. Đây là những ứng dụng và đây các bạn thấy là mình đang cài và những cái phần mềm này sẽ có bảo mật. Và nó vừa thông báo cho mình là có ai đó đang cố gắng xâm nhập vào cái chiếc điện thoại của mình, tức nghĩa là mình đã nhập mật khẩu sai. Và quan trọng là nó chụp lại được cả cái tấm hình của thằng nào vừa nhập mật khẩu vào cái máy mình đây, đậu má rau xanh. Nó nhập mã pin của nó là 1111 và hoàn toàn sai. Và chụp hình lại thì thằng đấy chắc là nó trốn nhanh quá nên nó chưa kịp chụp được mặt thì nó trốn mất rồi. Bằng sử dụng camera trước của máy lưu lại được khoảnh khắc là ai đã truy cập vào thiết bị mình một cách trái phép. Đây là một phần mềm quá là tuyệt vời và chúng ta sẽ thấy là đây là phần hệ thống này. Nó sẽ ngăn chặn gỡ cài đặt cái ứng dụng này này, ngăn người khác trả lời cuộc gọi và chỉ có khi nhập mật khẩu thì mới nhận được cuộc gọi thôi. Và ngăn người khác xem các tác vụ chụp màn hình của các ứng dụng riêng tư. Chúng ta cũng có thể ẩn mở khóa những cái lưu video, nhưng tất nhiên cái này là phải cài thêm một phần mềm khác nha. Có thể khóa chuyển wifi và bluetooth luôn. Trong phần thiết đặt thì sẽ có một số thông tin sau. Đầu tiên thì nó có 3 kiểu mở khóa. Đó là chúng ta có thể nhập mã pin, vẽ hình hoặc là cái gì đấy, quên mất rồi. Thì các bạn có thể thiết lập, mình để mã pin cho nó nhanh. Ở đây nó sẽ có phần gọi là secret door, tức nghĩa là tạo nên những cái đoạn hộp thoại giả. Đây, các bạn thấy là nó sẽ thông báo là ứng dụng này đã bị bắt buộc đóng, nhưng mà thực chất là nó hoạt động bình thường. Vậy cái làm thế nào? Bằng cách mở cái này lên, sau đó các bạn bấm một lần và bấm lần thứ hai giữ một chút, như vậy là nó sẽ tự động truy cập được vào phần mềm này. Đó, cực kỳ hay vì nếu mà người ta bình thường bấm vào lại sẽ bị thoát ra, và kể cả các bạn lừa cho người khác cũng thế. Nhưng các bạn bấm lần nhất, bấm lần thứ hai và bấm giữ. Đó, một thao tác quá là bá đạo luôn. Nhưng mà bạn bè riêng mà mượn mấy cái máy này thì bố ai mà biết được là máy mình bị lỗi thật hay là chúng ta đang chỉ là khóa bằng phần mềm mình thứ ba. Và mọi người còn có thêm tính năng cảnh báo xâm nhập, chính là cái vừa rồi. Đến nào mà nhập xâm nhập vào máy mình, nhập sai mật khẩu, nó sẽ tự chụp lại bằng camera trước và nhắc nhở cho mình. Và chúng ta còn tính năng khác như tăng tốc tự khởi động này, ngăn gỡ cài đặt. Và đấy là một cái phần mềm quá hay, rất nhẹ và chỉ đơn giản nhiệm vụ duy nhất mình đang cần. Đó là có thể khóa được các ứng dụng trong máy của mình mà người khác không thể truy cập được, đánh lừa người ta là máy mình bị lỗi. Và các bạn có thể biết, đừng quên like, share với bạn bè. Và mình sẽ còn chia sẻ anh em nhiều mẹo sử dụng những chiếc smartphone tuyệt vời như này. Game ứng dụng phần mềm mình cài nhiều lắm, nhưng từ từ mình sẽ khoe hàng cho anh em. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Đừng share cho gấu, gấu nó biết thì chết cha.